Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, Hội chợ Công thương Đồng bằng Sông Hồng Ninh Bình 2019 vừa được Bộ Công thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo tổ chức, Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Ninh Bình chủ trì thực hiện. Hội chợ đã thu hút được 260 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại, các sở, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia. Các mặt hàng tại hội chợ khá phong phú và đa dạng, với các nhóm sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích như sản phẩm công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm, viễn thông, hàng tiêu dùng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, v.v. Với điều kiện tự nhiên, hệ thống giao thông thuận tiện, Ninh Bình có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thương mại, dịch vụ du lịch. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 của Ninh Bình đạt trên 53.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nói chung và việc tổ chức tham gia thường niên hội chợ thương mại Đồng bằng sông Hồng nói riêng đã giúp các doanh nghiệp Ninh Bình duy trì sự ổn định, từng bước tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa tại các thị trường truyền thống, khai thác các thị trường mới, hỗ trợ các ngành hàng có thế mạnh như nông lâm thủy sản, giúp các doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất kinh doanh.